Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đối với kênh bán hàng của Thọ Order Phòng nhá. Bác nào có nhu cầu mua hàng thì các bác gọi điện thoại trực tiếp bên cơ sở 1 giúp em. Còn bác nào cần tư vấn gì, các bác gọi điện bên cơ sở 2, bên em sẽ chăm sóc phục vụ các bác. Ok. Ngày hôm nay thì em về là rất nhiều các loa bát loa chung cập nhật cho các bác đây. Đấy, loa bát loa chung loa chép cập nhật cho các bác, và bác nào yêu thích mã nào các bác cảm ơn nhìn cái mã số của nó các bác nhá. Các bác gọi điện thoại cho bên em luôn. Rồi. Đầu tiên là mã số 201 của bát 40. Bát 40 JBL Trung Quốc loại 1 các bác nhá. Thì các bác có phân biệt cái hàng Trung Quốc loại 1 của nó, các bác nhìn này, cái sơn của nó là sơn carbon các bác nhá. Cái sơn carbon nó rất là dai, rất là cứng các bác nhá. Đấy, và cầu của nó là cầu này. Còn cái dòng loại 2 của nó thì sơn của nó là sơn thường các bác nhá, chứ không phải sơn carbon này. Đấy, bác nào chuyên về dòng loa này thì các bác biết rồi. Đấy. Dòng này sở hữu từ 220 cùng 100 và bên em có bán lẻ luôn. Cái này bán lẻ một quả bên em cũng bán các bác nhá. Một quả bên em bán là 1.650.000 một quả, bao ship cho anh em luôn. Từ 220 cùng 100 làm súp, làm loa karaoke rất tuyệt vời các bác nhá. Rất là đẹp. Đấy, hàng JBL loại 1 Trung Quốc các bác nhá. Đấy. Hàng mã số 202 là đô bát 30 hàng Phaito từ neo các bác nhá. Neo khối. Đấy, côn 76 dòng loại 1 các bác nhá. Cam kết các bác đấy mà hàng loại 2 xin tặng cho bác đôi loa các bác nhá. Đấy, vì cái tem của nó dán vào đây nó không ăn lắm ấy. Nên nó cứ bong ra thì em bác có luôn. Còn bác nào mua hàng em sẽ dán vào cho các bác. Ok. Côn 76 các bác nhá. Đôi này em đang bán là 3.4 triệu một đôi, bao ship cho anh em luôn. Ok. Màng rất là đẹp, dòng chất chất lượng, nói chung là dòng này thì chưa có ai chê cả các bác nhá. Tiếng rất là hay, ra tiếng cả tép luôn, sáng cực kỳ luôn. Mã số 203 đây là đôi loa Pioler Bass 30, hàng bãi các bác nhá. Hàng này là hàng cũ đã qua sử dụng. Đấy. Con này thì là được sở hữu một con một côn 56 này, bốn lớp này, phíp sâu, phíp dài các bác nhá, chứ không phải phíp tử thường đâu ạ. Các bác nhìn này. Cái chạm đít nó rất là sâu. Các bác nhìn nhá. Và các bạn nhìn này, từ cái nhận đến cái phíp kia rất là sâu, thì khoảng cách của côn nó rất là sâu, nên là tiếng bát nó rất là sâu các bác nhá. Riêng dòng này thì nói chung là chưa có một bác nào chê về cái tiếng bát của này, tiếng rất là sâu, hay, nghe nhạc cũng hay mà hát cũng ok các bác nhá. Hàng này thì là 500 kép các bác nhá, từ kép lối với nhau đấy ạ, chứ không phải kép tách biệt ra như thế này đâu các bác nhá. Nhìn nha, cái này là tách biệt, còn cái này là kép lối. Ok, làm từ trường rất là mạnh. Đôi này 1.900.000 đồng một đôi bát 30 các bác nhá. Bát 30 mã số 203. Màng bóng rất là đẹp, gần dưới các bác nhá, rất là đẹp nha. Tiếp theo là đôi loa mã số 204, loa ma răng nhập các bác nhá. Ma răng nhập bát 25 loại nhập các loại mới. Đấy, do công ty ma răng. Đấy. Côn 51 từ kép 4 lớp các bác nhá. Loa này hát karaoke thì cực hay luôn. Chạm đít 7 màu từ kép rất là đẹp các bác nhá, nhìn này. 8 ôm rất là dễ đánh các bác nhá. Đấy, từ rất là chất. Đấy, và màng của loa các bác nhìn từ cái ecusi và mọi thứ rất là đẹp, rất là chất. Giá 1.200.000, 1.250.000 một đôi. 1.250.000 một đôi bao ship cho anh em các bác nhá. Đấy, mã số 204. Mã số 205 ở đây là những dòng loa Benziger thương hiệu của Đức các bác nhá. Đây, hôm nay Benziger thương hiệu của Đức về rất là nhiều các bác nhá. Đấy, em sẽ cụ thể cho các bác luôn. Màng Benziger của Đức này nó có hai đời màng, riêng dòng này có hai đời màng cùng một series. Đấy, màng này là màng sóng này. Màng này màng sóng từ 115 mm, côn 39, 200W, 6 ohm. Đấy, màng này màng sóng các bác nhá, ghi là màng sóng này. Mã số 205 này, màng sóng 900.000 một đôi. Còn con này là 200W, 6 ohm này, côn 39, màng này màng bóng các bác nhá. Màng bóng, đấy cũng 900.000 một đôi các bác nhá. Mã số 205 và mã 206 của một series. Nhưng duy nhất chỉ có 207 này. 207 thì nó lại là khác các bác nhá. Hàng 207 đấy nó là gân vải tầm dầu các bác nhá. Gân vải tầm dầu, từ của nó là 120, có phải là lớn hơn cái từ này một chút các bác nhá. Tên lớn hơn cái này 5 mm, và côn của nó lại nhỏ hơn, côn của nó là côn 37 các bác nhá. Dòng này rất là lợi lời, rất là lợi lời. Bác nào mà làm loa full dòng này thì tuyệt vời, mà trời nó phải, nó test rất nhiều cái dòng loa này rồi, tiếng rất là hay. Và con này thì nó có cả trang web ở trên này, các bác nhìn nhá, công suất của nó là 280W 4 ohm. Đấy, ok chưa các bác? Đấy, ok chưa các bác? Đó. Và đa số của nó là mã 207 các bác nhá. 207. Đấy. Tiếp theo là con này là gì? Con này là Benziger Bass 16 các bác nhá. Cũng là gân vải tầm dầu, gân vải tầm dầu. Đó. Công suất của nó là 160W 4 ohm. Đấy. Con này là 680.000 một đôi, các bác nhá, bao ship. Con này côn của nó rất là lớn các bác nhá, côn 37 cơ, chứ không phải côn nhỏ đâu. Đấy. Đấy, các bác làm loa chung loa này thì tuyệt vời mà trời luôn. Đúng nhá. Ok.
mã số 208, còn mã số 209 ở đây là chung Maki của Mỹ bác nhá. Chung Maki của Mỹ. Đó, chung Maki của Mỹ này. Đó, các bác nhìn chưa? Chung Maki của Mỹ. Đấy, côn 25.5. Đấy, 25.5 từ kép các bác nhá. Từ kép của nó là 500.000 một đôi. Đấy, bắt đường kính là 13,5 các bác nhá, 13,5 cm. Đấy, từ kép 500.000 một đôi. Còn nó từ đơn ở đây cũng côn 25.5 từ 80mm nhưng mà đó là từ đơn, không nhé, từ đơn. Và giá chỉ có 380.000 một đôi thôi. Mã số 2010, còn mã từ kép là 209 các bác nhá. Đấy. Rất là chất. Đấy, zin toàn bộ luôn cho các bác luôn. Bao zin. Là hàng bãi các bác nhá, hàng bãi. Đấy. Và tiếp theo là mã số 211 là chung Onkyo. Đấy, Onkyo mã số 10 là đường kính 12cm các bác nhá. 12cm bằng mấy đường kính ô này. 12cm, 12cm các bác nhá. Côn 25.5, 25W, 8 ohm. Đấy. Onkyo của Nhật Bản. 380.000 một đôi bao ship anh em nhá. Mã 2012 là con loa chép BMW. Đấy, hàng Trung Quốc là một cốc nhôm côn 44 các bác nhá. Côn 44 các bác cũng này, các bác biết côn là cái dòng này là dòng cao cấp nhá. 850.000 một đôi côn 44 là một đáp vào loa karaoke đình rất là hay các bác nhá. Và tiếp theo là 213 là côn 34. À con này đúng rồi, côn 34. Đây, côn 34 này. Đấy. Loa JBL Trung Quốc là một. Đấy, côn 34. Đấy. Hàng Trung Quốc các bác nhá, không nói không mấy hàng Việt Nam, bên em không bán hàng Việt Nam. 450.000 một đôi bao ship anh em nhá. Côn 34. Đấy. Và tiếp theo là 214 ở đây là loa Benziger. Đấy, côn 250. Đấy. Côn 250, 6 ohm, 20W, cả hong ken, cùng cả một cái chép này vào hong ken là 390.000 một đôi, 214. Đấy. Còn nó con này là hong tiền từ leo. Đấy, từ leo nó nhỏ thôi nhưng rất là mạnh luôn nhá. Công suất của nó ngang bằng mấy con này. Đấy. Con này thì làm chép xì trước rất là hay, tiếng rất là mạnh ấy. Đấy, 25W, 6 ohm, cả hong ken, cả mấy chép là 350.000 bao ship anh em nhá. Đấy. Là mã số 25. Tất cả hàng của bên em là bao ship không nhá. Bao ship tận nơi cho các bác luôn. Đấy, các bác có thể sơ lược qua một chút. Bác nào có nhu cầu mua hàng thì bác gọi điện thoại trực tiếp bên cơ sở 1 các bác nhá. Bác nào mà cần tư vấn gì thì gọi đến cơ sở 2 giúp em. Bên em sẽ chăm sóc phục vụ các bác luôn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh em nhá.